thì tiếp theo cái series giới thiệu về video về sản phẩm máy rửa chén Boss thì ngày hôm nay kinhhome.vn thiết bị nhà bếp cao cấp sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm máy rửa chén Boss bán âm. Quý vị lưu ý là bán âm nha, với mã số là SMI46KS01E nha, mình đọc lại nha, SMI46KS01E. Thì cái dòng máy rửa chén này mình nhắc lại một lần nữa là dòng máy rửa chén bán âm. Thì cũng như các sản phẩm trước thì cho là mình nhập hàng về là mình phải chuyển đi cho khách luôn, cho nên mình không, hiện tại mình chưa có tháo ra được. Thì nếu như mà cái các bạn mà muốn xem hình ảnh thực tế thì có thể inbox vào số điện thoại ở bên dưới cho mình, hoặc là cho fanpage đó, rồi các bạn mình cho xem thực tế. Vì lúc đó thì mình đem đi đến nhà cho khách thì lắp ráp lắp đặt xong thì mình sẽ có hình ảnh thực tế. Ở đây mình không có mua ra, nhưng mà mình muốn quay cho các bạn coi là cái nguyên thùng nguyên kiện nó như thế nào đó. Thì cái dòng máy rửa chén bán âm này nó có kích thước từ trên từ dưới lên trên là một là chiều cao là 815 mm, độ sâu là 573, chiều rộng là 600, tính theo đơn vị là mm nha quý vị. Thì cái máy rửa chén SMI46KS01E này là nó có cái chương trình rửa là 6 chương trình rửa. Cái lượng nước tiêu thụ, cái lượng nước tiêu thụ cho mỗi chương trình là 9,5 lít. Kèm theo đó hiện tại thì cái mẫu này là đang có mặt tại kinhhome.vn và bên mình đang phân phối. Các bạn lưu ý là cái mẫu này, Boss này là thương hiệu công nghệ Nhật, và còn cái mã số này thì nó được nhập từ Ba Lan về, nó được lắp ráp và nhập từ Ba Lan về nha các bạn. Đó, cái này thì cái độ ồn của máy thì cũng được hạn chế ở mức là 46 decibel thôi. Đó, khá là ok. Tiêu chuẩn năng lượng là A+. Đó. Mình cũng mỗi lần mình đưa sản phẩm về hay ra cho khách thì mình sẽ làm một cái clip cho các bạn xem. Để các bạn biết ở đây thì nó có đặt sâu nè, tắt nước nè. Nó đóng nguyên bộ như vậy, cứ nhập về. Lắp đặt cho ở nhà khách á, để các bạn có cái nhìn nó thực tế hơn.